Ca sĩ Hoàng Châu, tên thật là Nguyễn Thị Yến Khoa, sinh ngày 26 tháng 9, say mê hát từ thuở nhỏ và có ước mơ theo nghiệp cầm ca, nên sau khi tốt nghiệp trung học, Yến Khoa đã thi vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Tốt nghiệp khóa 11 khoa nhạc trẻ, nhưng Yến Khoa lại được bầu show mời hát nhạc dân ca. Đáp ứng nhu cầu khán giả lúc đó yêu thích dòng nhạc đó, Yến Khoa cũng hát hết mình. Người nghe vẫn không quên được hình ảnh cô gái tóc dài tha thướt với những ca khúc Chuyến đỏ quê hương, Tình thắm duyên quê v.v. Với gương mặt ăn ảnh, nụ cười tươi xinh, cô khá nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả yêu nhạc. Nhưng người nghệ sĩ ngoài vóc dáng tài năng thì cần có những cơ hội tốt mới nhanh chóng sáng lên được. Và cô ca sĩ xinh xinh này đã nắm giữ một cơ hội tốt là trở thành ca sĩ độc quyền của Trung tâm Làng Văn của Mỹ. Thuở nhạc trữ tình mang âm hưởng dân ca quê hương được khán giả khắp mọi nơi ưa chuộng. Giờ đây thị trường âm nhạc đã thay đổi, nhạc trẻ đang được khán giả đón nhận, cổ vũ nồng nhiệt. Cô ca sĩ ấy cũng nhanh chóng đuổi kịp thị hiếu bằng các album CD và VCD đầu tay ngàn năm khó phai. Nói đến đây, chắc hẳn chúng ta cũng đoán ra cô ca sĩ xinh xinh này là ai, đó chính là Yến Khoa khi hát nhạc nhẹ và là Hoàng Châu khi hát nhạc trẻ. Dìu nhau phố vắng hoa bay nhiều, tay cầm tay chung bước nói ngàn câu mến thương. Nhưng hôm nay mình gặp đây phố cũ hoa phai màu, mặt nhìn nhau không nói, ngỡ ngàng như mới quên. Hãy nói một câu cho vơi cạn sầu, quên đi ta không thắm cũng thương lỡ làng, em không trách anh. Đêm đêm em vẫn hát nếu ta đừng quên nhau, đêm nào anh đã nói mình yêu nhau rồi đó. Nay ta xa nhau rồi, đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa. Hoàng Châu mê hát từ thuở nhỏ nên bước vào nghề từ rất sớm. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật ở tuổi 17, lúc đó cô đã may mắn được Trung tâm Đồng Dao phát hiện, bồi dưỡng thêm để ra mắt khán thính giả. Album đầu tay lúc đó chưa có CD, chỉ có băng cassette, có chủ đề Hai Chuyến Tàu Đêm. Trong album này, Yến Khoa hát cùng với ca sĩ Mai Tuấn rất duyên dáng, trữ tình những câu ca ngọt ngào. Với bước đầu ra mắt đầy ấn tượng như vậy, Yến Khoa được Kim Lợi Studio mời thu âm, biểu diễn trong các chương trình video như Mưa Bụi, Tình Đá Bay Xa, Tình Xuân v.v. Cùng với những chương trình trên, Yến Khoa đã được khán thính giả gần xa ủng hộ nhiệt tình. Yến Khoa không ngờ rằng tiếng hát của mình còn được kiều bào ở hải ngoại yêu thích. Chưa đến một ngày Trung tâm Làng Văn tại Mỹ về Việt Nam mời ký hợp đồng làm ca sĩ độc quyền. Cuối năm 1997, Yến Khoa sang Mỹ dưới sự lãnh đạo của Trung tâm Làng Văn để thu âm, quay hình và biểu diễn. Lúc đầu rất nhiều đồng nghiệp chúc mừng chia vui với Yến Khoa vì được làm một trong những môi trường chuyên nghiệp và phát triển như Mỹ. Cho vơi cạn sầu, quên đi cuộc đời. Duyên ta không thắm cũng thương lỡ làng, em không trách anh. Đêm đêm em vẫn hát nếu ta đừng quên nhau, đêm nào anh đã nói mình yêu nhau rồi đó. Nay ta xa nhau rồi,
Khoa cũng vui mừng lắm, nhưng rồi những ngày tháng ở Mỹ với Yến Khoa chỉ có công việc và công việc, không người thân, bạn bè, nên ngoài sở thu âm, quay hình, biểu diễn, Yến Khoa chỉ biết nằm nhà xem tivi. Nhiều lúc Yến Khoa nhớ nhà đến rơi nước mắt, chỉ mong cho đến sở thu âm để ở lì trong phòng thu hay ngồi trên xe hơi mấy giờ đồng hồ để sang Canada quay hình v.v. Mùa lạnh ở nước Mỹ cũng rất khắc nghiệt, Yến Khoa không thích ứng được nên đã bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, đến nghề nghiệp. Vì vậy cuối năm 1998, Yến Khoa có quyết định trở về Việt Nam, nhưng hợp đồng độc quyền thì đến năm 2002 mới hết hiệu lực. Yến Khoa chọn giải pháp thu âm và quay hình tại Việt Nam rồi gửi qua Mỹ sản xuất và phát hành. Trong thời gian còn hiệu lực hợp đồng, đến cả biểu diễn trên sân khấu tại Việt Nam, Yến Khoa cũng không được phép. Đó là lý do về nước đã lâu, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhìn thấy Yến Khoa trên bất cứ chương trình lớn nhỏ nào. Mà người đổi thay, chối bỏ câu hẹn thề, để lại nhau chua xót và thương đau. Từng đêm mưa dâng sâu, như nước mắt ban đầu khóc cho nhau. Niềm thương chớm nở, mình yêu nhau từ đó, không đắn đo âu lo, ngỡ quen nhau từ lâu, mà nào ngờ đâu cũng đành thôi tạ từ. Còn kiếp ly tan, nhưng thôi nhắc lại chỉ đau đớn lòng, vì đời mấy ai giữ được câu chung tình, mấy ai hiểu cho mình tay trắng đôi tay, đường tình còn ai dù duyên kiếp không thành, chỉ buồn phận mình. Cuối năm 2001, giọng ca của Yến Khoa bắt đầu xuất hiện trở lại trên thị trường Việt Nam, nhưng với tên gọi là Hoàng Châu, với các ca khúc nhạc trẻ. Hát nhạc trẻ đến với Yến Khoa cũng thật tình cờ. Năm 2000, khi bộ phim Hoàng Châu của Trung Quốc rất được khán giả yêu thích, thì Yến Khoa đã được Trung tâm Đồng Sao mời thể hiện ca khúc trong phim đã được chuyển thể sang lời Việt. Theo ban lãnh đạo của Trung tâm Đồng Sao thì giọng hát của Khoa không chỉ chuyên hát được nhạc trữ tình mà còn rất phù hợp với hát nhạc trẻ. Khi CD ra đời, Yến Khoa vẫn còn thời gian ngắn độc quyền với Lăng Văn. Để giải quyết việc tế nhị này, nghệ danh Hoàng Châu đã có từ đây. Có lẽ vì bén duyên với nhạc trẻ thông qua bộ phim Hoàng Châu Công Chúa nên nghệ danh của Yến Khoa cũng có cái tên đồng âm với Hoàng Châu là Hoàng Châu. Thật bất ngờ, chương trình nhạc phim Hoàng Châu Công Chúa được sự ủng hộ nhiệt tình của khán thính giả, nhất là các bạn trẻ. Điều này đã khiến Hoàng Châu hướng sang nhạc trẻ, phục vụ nhu cầu của khán giả và cũng là mới mình. Nhưng đến tháng 8 năm 2002, Hoàng Châu mới có thể chính thức ra mắt khán thính giả bằng CD 1000 năm khó phai. Nhưng thôi, nhắc lại chỉ đau đớn lòng, hiểu cho mình tay trắng đôi tay, đường tình còn ai dù duyên kiếp không thành, chỉ buồn phận mình thôi. Đường yêu lắm nẻo, nụ hoa mau tàn héo, cho nhớ nhung mang theo, nếu xưa ta đừng quên. Lời ngọt đầu môi đã thành câu bội bạc, tình đổi thay như áo mặc qua tay, đời ai không một lần dang dở duyên ban đầu để chọn kiếp thương đau. Yến Khoa bộc lộ mong ước là hát nhạc trẻ thay vì cứ hát hoài dòng nhạc dân ca. Bởi Yến Khoa biết được khả năng và sở trường của mình có thể hát tốt nhạc trẻ và thị hiếu khán giả bây giờ cũng ưa chuộng nhạc trẻ.
trung tâm Đồng Sao thích thay đổi hình tượng mới cho ca sĩ và làm sao để cho ca sĩ trẻ có thể bật lên trong thị trường ca nhạc sôi động, nên đã bắt tay hợp tác với Yến Khoa và việc làm đầu tiên là chọn nghệ danh Hoàng Châu. Nghệ danh không phải là dựa theo phim Hoàng Châu Công Chúa, mà đơn giản là cô có một giọng ca có năng lực và khi về Đồng Sao sẽ được trau chuốt kỹ hơn, dễ bước vào thị trường ca nhạc sôi động hiện nay. Khi chuyển hướng sang nhạc trẻ, Hoàng Châu phải làm lại từ đầu. Để tạo một hình tượng mới, phục vụ cho khán giả mới, Hoàng Châu đã phải thay đổi kiểu tóc, cắt hai lớp, móc lai cho hiện đại hơn, ăn mặc cũng hiện đại hơn. Cô còn dành thời gian đi học thanh nhạc, học múa hiện đại, thậm chí hát cũng chấp nhận cát xê của một ca sĩ trẻ. Có lẽ vì em đã tin tất cả những điều ai nói, vì người ta nói với em sẽ không hạnh phúc đâu. Có lẽ vì em đã không thuộc về anh, sao em lại tin như thế, đã khiến anh đau lòng thế. Khi anh phải luôn đổi thay nên muốn em được hạnh phúc, sao em lại không nhận ra tất cả những yêu thương dành cho anh. Em chỉ bận tâm những thứ xúc trong anh, đến bây giờ tiếng nói anh cũng không còn. Nghị lực giúp Hoàng Châu vứt bỏ những gì đã có để làm lại từ đầu chính nhờ lòng say mê cháy bỏng, những ca từ mới mẻ, những giai điệu sôi động của thể loại nhạc trẻ. Nhưng nói như thế không có nghĩa là Hoàng Châu chối bỏ dòng nhạc dân ca, mà sự chuyển hướng này như một cách Hoàng Châu làm mới mình, tạo món ăn tinh thần mới cho khán giả. Mới tập tễnh bước vào thị trường nhạc trẻ, Hoàng Châu phải dành nhiều thời gian đầu tư, còn hát nhạc dân ca quê hương, khi có yêu cầu của khán giả, Hoàng Châu vẫn hát. Từ khi chuyển thể hát sang nhạc trẻ, Hoàng Châu đã được đông đảo khán giả biết đến, dành nhiều tình cảm khi hát các bài Mãi Yêu, Tình Anh Trao, Phút Biệt Ly, Chờ Phone của anh song ca cùng Lý Hải. Hoàng Châu rất vui mừng vì mình đã không chọn sai đường đi. Là ca sĩ hát dòng nhạc dân ca quê hương rất ngọt ngào, điều này đã giúp cho Hoàng Châu có thuận lợi hơn khi hát nhạc trẻ, đó chính là nhiều kinh nghiệm trong vấn đề thu âm, xử lý ca khúc. Khán giả đã biết Yến Khoa khi phát hiện ra có sự đổi mới thì đã viết thư nói sẽ tiếp tục ủng hộ Hoàng Châu. Khi anh phải luôn đổi thay đến muốn em được hạnh phúc, sao em lại không nhận ra tất cả những yêu thương dành cho anh. Em chỉ